Xin chào anh em, lại sáng nay lại băng rừng kiếm nấm tràm nữa nha. Nãy giờ này là mới có 6 giờ sáng đó, mặt trời mới bắt đầu chớm mặt. Rồi, mời cả nhà theo chân mình nha. Đầu mùa như thế này là cũng ok đó cả nhà. Rồi, bây giờ bên này có vẻ là hơi nhiều so với mấy bữa mình hái này. Ôi, kiến con. Ôi, như vậy thì sau khoảng 45 phút đó, mình băng rừng thì mình cũng thu được cái kết quả như thế này. Thật là mỹ mãn. Này chắc cũng phải hơn 1 ký đó. Thank you.